Mọi người cũng đang rất là vui vẻ khi được tập trung với nhau cùng đội tuyển. Thì chắc chắn là Lâm cũng ở trong đội, và Lâm cũng có nhiều cầu thủ cũng thi đấu ở đội tuyển Thái Lan, thì đó có, mong là nó có thể giúp Lâm cái gì đó trong những trận đấu, chắc chắn là sẽ giúp Lâm tự tin hơn. Đối với Lâm thì tất cả các giải đấu mà Lâm tham gia khi mặc khoác áo cho mình đội tuyển áo đội tuyển quốc gia thì tất cả các trận đấu đấy là rất là quan trọng, và Lâm cùng với các đồng đội sẽ cố gắng thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Đây là đội tuyển quốc gia, anh em sẽ cố gắng tập trung tập luyện hết mình, và khi còn việc ai được ra sân thi đấu thì do huấn luyện viên trưởng là ban huấn luyện.